quay xuống cả nhìn khán giả để các bạn ấy nhìn. Sau đây là bạn Trần Tùng Quân, con đến từ khối mấy nhỉ? Con giới thiệu với khán giả đây. Có muốn đọc phút cho ai nhỉ? Con à? À, bạn Trần Tùng Lân, bạn ấy nói muốn đọc phút cho chính bạn ấy. À, xin một tràng tay cho bạn Trần Tùng Lân. Anh Thái thôi. Anh Thái có đến từ cuối mấy nhỉ? À, một trận chiến không đơn sức cả lắm. Một là bạn thì cuối một và một bạn thì là cuối năm. Và đây tôi không ra để các quý vị khán giả chờ lâu nữa, tôi sẽ tiến hành tổ chức cuộc thăm. À, lúc đấy các bạn ống lên mình nhá. Tùy các bạn. Rồi số 1. Số 1 là bạn Trần Tùng Quân và số 2 là bạn Anh Thái. Và số 1 sẽ là người cầm quân trắng và bạn Anh Thái sẽ là người cầm quân đen. Trước khi vào trận tay siêu cúp thì thầy muốn phổ biến lại một lần nữa rằng cái luật rằng chúng ta sẽ có 5 phút cho mỗi bên hoàn thành ván đấu. Tổng ván đấu là 10 phút và sẽ có 3 lỗi kỹ thuật cho mỗi bên. Cho nên là các bạn sẽ phải nghĩ cẩn thận vào nhá. Bắt đầu. Còn cả hai bên đã đưa cô vào vị trí an toàn. Gần như lúc này là trung tâm đã bị khóa kín nên là các bạn đang tổ chức tấn công bên cánh của cô ấy thôi. Nó có sự trao đổi quân ở trung tâm. Các bạn đã bắt đầu tấn công bên cánh nhau khi mà trung tâm đang bị khóa kín. Bạn Trần Tùng Lâm đã bị mất một quân tượng sau khi mà quân tượng thì không chạy được. Vâng. À, có sự trao đổi của quân mạnh nhất trên bàn cờ, đó là quân Hợp. Bên em đang hơn một quân nhưng mà chưa khai thác được sự hơn quân của mình. Rất hay, ông bạn Nguyễn Phương Minh thì bạn Trần Tùng Quân đã có thể ăn lại quân. Vâng, trận đấu này trở lại cái cân bằng. À. À.
trận đấu đang trở lại để thế cân bằng. Bên có một xe một tượng và đang là hai tượng khác màu. Bên đen thì có tượng ô màu trắng và bên trắng thì là có tượng ô màu đen. Và ngài bên quyết định đổi đánh thằng thần xe với ưu thế tốt đang hướng về bạn Tùng Quân. Vâng, bạn Tùng Quân có tận dụng được ưu thế tốt của mình không, mặc dù đây là đang là cặp tốt chồng. Vâng, anh Thái quyết định đổi tốt bên cánh đỏ và bước đi rất là táo bạo. Và bạn Tùng Quân đã gần như là mất hết cơn bên tốt bên cánh đỏ rồi. Rất căng thẳng, đang ba đang cẩn thận tốt và các bạn đang tính toán làm sao có thể ăn được nhiều tốt của đối phương. Có một thời điểm rất là thiện cảm với khi tôi chỉ xem thôi, không bình luận nữa thì chắc chắn là sẽ có trong vòng vàng nữa. Tôi thì chân dâu nhà vô địch siêu Diệp Dư đã xuất hiện. Xin mời các bạn xuống chuẩn bị thì khoảng tầm dù đoán là khoảng tầm 5 nước nữa rồi chân dâu nhà vô địch xuất hiện rồi. Thì tôi mặc phép là để cho khán giả tự đoán. Tùng Quân thì không thể đưa tốt xuống về phòng họp được, mặc dù đã là hơn một tốt rồi. Nếu mà may mắn thì con tốt không phải là của xe thì chắc chắn là trước vô địch đã thuộc về bạn Tùng Quân, nhưng mà rất không may tốt đang ở của xe và gần như là chúng ta phải tiến tới một bàn đánh mới. Thầy cũng có tạm dừng lại đúng không? Thầy có hỏi ý kiến bạn là thấy quần này nó hòa chưa nhỉ? Tùng Quân. Tùng Quân. Vâng. Và gần như là bạn Tùng Quân đã hơi để tiếp ván đấu này khi để tốt ở cột xe. Và ván đấu sẽ phải tiếp diễn thêm một ván nữa. Và sẽ đổi quân. Bạn là anh Thái sẽ là cầm quân trắng và Tùng Quân sẽ là người cầm quân đen. Ván này dù là bên đen hòa, nhưng bên đen này nếu mà hòa thì bên đen sẽ là người chiến thắng, nên là các bạn phải tập. Thấy chưa? Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Hai bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi, con đen sẽ bấm người bấm hồ. Bắt đầu. Anh Thái đã đánh một khai cuộc rất là chiến lược D4. Các bạn ra lại tầm đánh E4 nhưng bạn ấy D4. Thế cỏ đang chúng ta rất là quen biệt. Anh Thái thì đang có thể có vẻ như đang chiếm đến trung tâm, nhưng mà còn lại thì Tùng Quân cũng biết rất là táo bạo khi đẩy nước E5, nước đột phá trung tâm. Bất ngờ với bạn Tùng Quân khi mà bạn ấy 1 tuổi nhưng mà khả năng tư duy chiến lược của bạn ấy thì rất là đáng nể. Lớp 1, lớp 1.
tao đi sao đi năm một năm một mà khả năng chiến lược cũng là khá là chắc rồi vì nó biết trước là để nhẹ nam mặc đột phá trung tâm. Vâng, bạn Tùng Quân đang nghĩ tới sự phát triển quân bên cánh không? Rất chính xác, một kế hoạch rất chính xác. Hiện tại thì bạn anh Thái đang hơn một tốt. Và gần như là em đã thắng rất thành công trong khi phát triển tượng B7. Bây giờ tôi cứ tưởng là bạn anh Thái bạn đi nước mà ăn nhưng bạn không, bạn đã nhìn thấy nước ăn mã và A2 cho nên là bạn đang không đi. Vâng, một đòn xiên, một đòn bắt đôi. Bạn Tùng Quân đã mất một quần. Có vẻ như là độ tuổi lớn hơn thì khả năng chiến đấu rất là dày dặn kinh nghiệm của bạn anh Thái tôi thấy là bạn rất là bản lĩnh. Anh Thái là đỡ hơn Quân nhưng mà không biết là Tùng Quân có như là bán một không. Với tinh thần trận đấu của Tùng Quân thì tôi nghĩ rằng là tôi có điểm ngộ một người thì em còn rất là nhỏ tuổi. Qua cái giai đoạn này thì không biết là người tự có nên bình luận không. Hơn Quân mà bạn chưa biết cách xử lý Quân là như thế nào, vẫn đang loay hoay. Một bên còn 2:33 giây và một bên còn 2:28 giây, rất căng thẳng. Vâng, có vẻ như là nước bắt đầu là các anh Thái đã có kế hoạch. Đổi không? Hơn Quân. Còn Tùng Quân có vẻ khá thuộc bài, không chấp nhận đổi không? Vâng, lúc này thì tôi cũng dám chắc cả bạn thắng vì bây giờ một bạn còn 1 phút 42 giây và một bạn còn 1 phút 47 giây, hai bạn rất ngang tài.
来吧，来刚上。rồi tôi mang kéo của mình lận nữa thì bây giờ chỉ còn rất là không ít phút rồi. Vâng, xin lỗi các bạn, các bạn có cả vị khách thì vừa rồi thì có chủ xe của xe Diaris chuyển xe 31F thì 4088 thì đang bị công an hỏi thăm. Thế ai là chủ nhân của chiếc xe thì có thể xuống dưới để trao đổi và lấy nhận xe, không thì chắc chắn sẽ bị mất. 31F rất bất ngờ có các bạn ơi, tôi chỉ quay đi lại thôi nhưng mà có vẻ phải chúc mừng thầy Hoàng thôi, có vẻ như Tùng Quân đang cho thấy sức bền bỉ của mình. Nếu mà không tính về thời gian thì khả năng Tùng Quân sẽ là người đạt chức vô địch khi mà bây giờ bạn đang hơn một đấu và tàng một xe một trượng. Một học sinh lớp 1 và một học sinh lớp 5, tôi là bạn Tùng Quân rất là bền bỉ. Nào, tất cả các bạn ngồi xuống. Chủ nhân của chiếc cúp siêu nhí năm 2013 sắp xuất hiện rồi. Rồi.